Mai Ngô thổn thức hùng biện, tôi từng là nạn nhân của bạo lực mạng trong khi họ không biết tôi là ai. Mai Ngô lấy dẫn chứng về chính bản thân mình, một nạn nhân của bạo lực mạng để thuyết trình về chủ đề hòa bình. Tối mùng 1 tháng 10, chung kết Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình 2022 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tranh tài của 50 người đẹp đến từ nhiều vùng miền của Tổ quốc. Bước vào top 10, các thí sinh trải qua phần thuyết trình về chủ đề hòa bình. Mỗi phần thuyết trình dài 2 phút, được lựa chọn nói tiếng Việt và tiếng Anh. Mai Ngô là một trong những người đẹp được chú ý của cuộc thi năm nay. Cô bước ra đầy tự tin và thuyết trình mạch lạc về chủ đề hòa bình. Trong đó, Mai Ngô lấy dẫn chứng về chính bản thân mình, một nạn nhân của bạo lực mạng. Người đẹp phát biểu là một người sinh ra trong thời không có chiến tranh, tôi trân trọng và yêu quý hòa bình. Biết ơn những gì ông cha ta đã hy sinh để có được sự độc lập và tự do chúng ta đang thừa hưởng. Tuy nhiên, khi nhìn vào hiện trạng bạo lực vẫn còn diễn ra hàng ngày, hàng giờ, tôi tự hỏi liệu khi không có chiến tranh đã thực sự là hòa bình hay chưa? Bởi vì bạo lực ẩn sâu trong nhiều hình dạng khác nhau, không chỉ mang tính chất tương tác vật lý mà đôi khi còn là ngôn từ, thậm chí gây sát thương ghê gớm hơn. Bản thân tôi từng là nạn nhân của bạo lực mạng từ những người tôi chưa hề quen biết. Trải qua thời gian khó khăn đó, tôi có cái nhìn chân thật hơn về khái niệm của bạo lực. Nếu dường như ở khắp mọi nơi thì cơ sở cho hòa bình cũng vậy. Việc nuôi dưỡng hòa bình hay bạo lực là sự lựa chọn của chính chúng ta, cộng đồng tạo nên thế giới này. Và tôi tin rằng cùng nhau chúng ta có thể tạo nên một thế giới hòa bình. Phần thuyết trình của Mai Ngô nhận được sự hò reo, cổ vũ lớn từ đông đảo khán giả.